Phương Nga xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nga sẽ xin chia sẻ với các anh chị và các bạn một việc, và cũng cái này cũng Nga nghĩ là có thể cũng là có ích đối với một số anh chị. Đó tùy theo từng anh chị thôi. Là hôm qua Nga có nhận được một số tin nhắn, và bạn bè Nga cũng có hỏi với Nga, và ngay cả những người thân trong gia đình và một số cô chú thì cũng có hỏi Nga là có nên hay không nên học lái xe hơi tại Việt Nam hay không. Thì bây giờ Nga sẽ không có trả lời từng chi tiết cụ thể nên hay không nên, nhưng mà Nga sẽ nói rõ về cái nào có lợi và không có lợi, và cái này có thể sử dụng, mình có thể mình áp dụng hay không áp dụng tùy từng anh chị thôi. Và Nga cũng hướng dẫn một số cái trường dạy lái xe mà Nga, sau khi Nga đã học bằng lái xe rồi, và Nga thấy là cái cách thức nào để cho các anh chị tiết kiệm được kinh phí và các anh chị có thể học được thời gian nhiều. Bây giờ mình chỉ nói là đối với Việt Nam mình á, thì nên, đối với Nga thì là nếu như các phụ huynh, các anh chị và các bạn á, nếu như có điều kiện thì theo Nga là nên cho con em của mình và những người thân của mình, thí dụ những bé hay những bạn nào mà từ 18 tuổi trở lên á, thì nên học bằng lái xe. Và nếu mà có lỡ học á, thì nên học luôn cả bằng lái xe hơi. Tại vì trong cái bằng xe, lái xe hơi nó bao gồm luôn cả kiến thức và nền tảng của xe gắn máy, và người ta sẽ dạy rất kỹ về luật. Và Nga thấy là luật giữa xe gắn máy và xe hơi, có nghĩa là xe hơi sẽ bao, có nghĩa bây giờ mình không gọi dùng xe hơi nữa, mình Nga dùng là cái B2 đi cho nó gọn. B2 và bằng A thì bằng lái xe gắn máy á, thì cái tỷ lệ mà cái câu hỏi á, mà của xe hơi nó bao gồm các xe gắn máy, và học luật sẽ kỹ hơn. Ở đây Nga không nói là mình mua lý thuyết, tại vì đối với quan điểm của Nga là khi học lái xe là Nga phải học hiểu rõ lý thuyết, tại vì khi ra đường thì chính mình là người bảo vệ tính mạng cho mình, mình hiểu được luật và mình cũng bảo vệ tính mạng cho những người cùng lưu thông trên đường đối với mình. Còn mua bằng lý thuyết thì các anh chị mua thì rồi cũng sẽ có trường hợp trả giá cho việc mua của mình. Mua thì rất là dễ, nhưng quan trọng là khi ra đường các anh chị bị vài lần phạt, kiểu như là cái tiền mua của mình nó thật là ổn. Và quan trọng là nếu như có trường hợp rủi ro xảy ra thì liệu là cái số tiền đó có còn mua được lại cái mạng của mình hay không là quan trọng hơn nữa. Do đó là chịu khó học, và mình cứ việc học và ôn luyện. Và cái thời gian mà đối với Nga là 500 câu hỏi lý thuyết không có khó. Cứ anh chị mỗi ngày các anh chị làm và các anh chị đào áp về 500 câu hỏi thì các anh chị sẽ thi được thôi. Và bé lắm dễ, rất 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 dễ mà các anh chị lấy điểm từ 90 điểm cho đến 100 điểm về phần lý thuyết. Còn mà về phần thực hành á, thì các anh chị sẽ thi về xa hình và thi ở ngoài đường. Và thời lượng anh chị cũng sẽ được ôn luyện. Và Nga thấy là nếu như mà để tính một cái bài toán kinh tế để mà học thi lấy bằng lái xe, thì Nga sẽ xin chia sẻ như thế này. Trước khi Nga học lái xe thì Nga cũng đi hỏi nhiều anh chị đã từng học. Thì có người thì kêu Nga ra qua Hoàng Gia, có người thì kêu qua trường này trường nọ. Nhưng Nga sẽ chọn địa điểm giữa hai trường ở gần nhà Nga. Nga cũng có ra Hoàng Gia rồi, và Nga cũng có lợi trường Hùng Vương và một số trường. Thì đối với Hoàng Gia thì giá của Hoàng Gia là giá khoảng tầm 12 triệu. Và thời gian thực hành của họ cho mình khoảng chừng có 20 giờ. Và cái thời gian họ tính rất là kỳ, là mình sẽ đặt chân của mình đến ngay chỗ khu Nguyễn Đình Thuật, và từ lúc mình đặt chân lên xe là họ sẽ tính thời gian bắt đầu mình học lái xe. Mặc dù cái đoạn đường từ đó và về quận 7, cái bãi xe của họ, thì Nga thấy là rất nhiều cái chỗ có thể diễn ra là xảy ra là kẹt giao thông. Do đó là Nga thấy mình không học được nhiều giờ hết,
Và cái giá đó thì Nga cũng thấy nó tương đối là cao. Còn các anh chị mà để cho tinh tế hơn á, thì Nga mới chạy qua khu bên trường Hùng Vương. Thì giá lúc đó Nga học á, là 6 triệu rưỡi. Và khi đóng tiền lệ phí thi khoảng tầm 375 ngàn nữa thì cỡ tầm là Nga cho là 6 triệu 8 đi. Và thời gian thực hành của người ta cũng là 20 giờ luôn. Và người ta cách tính người ta là bạn phải chạy lên cái bãi xe học. Và từ lúc đó thì bắt đầu vô xe học với thầy. Thì bắt đầu mới tính giờ. Và các anh chị được 20 giờ thực hành. Và trong 20 giờ thực hành đó thật là dễ, không khó. Lái xe thật sự nó không khó, là nếu anh chị chạy trong xe hình thì Nga nói được. Các anh chị học khoảng chừng trong vòng khoảng chừng chưa đầy 5 tiếng là Nga cho maximum. Còn những anh chị nào có khiếu khoảng chừng trong vòng 3 tiếng thôi là các anh chị đã hoàn tất xong cái bài xa hình. Không khó. Và các anh chị nếu như không có xe thì mình cứ tưởng tượng, mình về mình mường tượng lại, mình coi trên YouTube những cái video nói về cái cách mà mình chạy xong xa hình như thế nào. Thì sau đó thì khi mà mình lên mình thi á, mình thực hành á, thì nó sẽ dễ dàng. Và sau đó thì thầy sẽ cho mình ra chạy ở ngoài đường trường là chính. Thì trong khoảng còn lại 15 giờ các anh chị vợt và vợt đường trường, và thầy sẽ chừa lại khoảng chừng 3 giờ để khi anh chị lên trên thực hành trên kia. Và Nga tính là cho là 6 triệu rưỡi đi, 6 triệu rưỡi. Và sau đó thì Nga tính là bên kia thì mình coi coi khoảng dần hai bên trên lệch nhau khoảng 5 triệu, thì 5 triệu đó Nga dùng để sao, để chi phí mướn giờ thêm, để mà khi dợt ở xa hình khi thi thì mình mướn khoảng tầm 3 giờ thôi ở trên xa hình là các anh chị đã thừa rồi. Mà 3 giờ trên xa hình thì các anh chị cứ 1 giờ là các anh chị trả khoảng 400 rưỡi cho đến 500, Nga lấy là tròn cái giá 500 đi, 500 thì 3 giờ là hơn 1,5 triệu, thì mình còn là ít nhất của mình là khoảng là 4 triệu nữa. Thì trong vòng 4 triệu đó các anh chị có thể thuê xe ở ngoài hoặc thuê xe từ chỗ thầy. Thì giá thuê xe ở ngoài thì Nga thấy là nó hiện giờ họ cho thuê tầm khoảng là 150 ngàn đồng một giờ đối với cái xe mà chạy số sàn. Và các anh chị cứ lấy cái khoản giá còn lại của mình là khoảng 4 triệu, thì các anh chị tha hồn mà các anh chị dợt. Các anh chị dợt trong cái phạm vi 4 giờ đó, có thể là các anh chị sẽ thuê xe chạy ra khu về khu những tỉnh miền Tây rồi anh chị chạy ngược về, thì Nga đảm bảo là tay lái của mình sẽ chắc hơn và các anh chị không có gì phải sợ hết khi mà ra đường hết cả. Thật sự ra khi mà lái xe thì các anh chị ra thực hành ngoài đường các anh chị không cần phải sợ, tại vì thầy ngồi kế bên. Tất nhiên người ta cũng phải đảm bảo tính mạng của người ta trước cái đã. Và quan trọng là mình cũng phải lái xe, mình cũng phải chú ý là điều đương nhiên. Nhưng thời gian thực hành mình sẽ thực hành nhiều. Và Nga tính rồi, nếu Nga đăng ký ở bên Hùng Dương thì bét lắm thì Nga cộng với thời gian mướn và thời gian này kia của Nga, ít nhất Nga đã chạy được 40 giờ. 40 giờ là bét nhất, và Nga có thời gian đã đi đường trường, đi về các tỉnh miền Tây. Và do đó thì Nga thấy là cái Nga chọn cái giải pháp đó là tốt nhất. Còn nếu như các anh chị mà mướn bên những cái chỗ cao cấp, ví dụ như cỡ như chỗ Hoàng Gia, thì các anh chị muốn chạy rành hơn thì anh chị phải thuê xe thêm. Và thuê xe thêm thì giá xong một cái bằng lái xe của các anh chị á, thì tầm khoảng là 15 triệu là giá bét, 15 đến 17 triệu là giá bét. Và các anh chị sẽ có một cái bằng. Và một số các bạn của Nga hay là em của Nga hay là một số những người mà quen biết đó, thì họ là có nên hay không nên mà khi mà mình học lái xe ở Việt Nam hay là học lái xe bên Mỹ, thì Nga không quan trọng cái đó. Nhưng quan trọng của Nga là mình thà mình biết lái, mình điều khiển được, thì khi qua bên kia mình vẫn học lại. Thật sự ra luật thì phải là bao gồm luật trong nước hay luật quốc tế gì họ cũng phải giống nhau, tại vì luật bên kia, tại vì các anh chị biết là về sai mà về luật á, thì nó chỉ có một thôi chứ nó không có gì thay đổi. Chỉ có khác một cái bên kia nó sẽ rõ hơn, mà bên kia nó bằng tiếng Anh, còn bên đây mình bằng tiếng Việt. Và khi mình hiểu được luật bằng tiếng Việt rồi thì mình qua mình học bên luật bên kia thì nó dễ dàng hơn. Còn khi mà điều khiển xe thì các anh chị thấy là nếu như mình điều khiển xe được rồi thì mình qua bên kia mình học rất là nhanh, không có gì khó hết cả.
mình không có cần phải sợ. Có nghĩa khi qua bên kia mình chỉ học lại rất là nhanh, là mình sẽ cần có người kèm mình để mình chạy ra. Tại vì bên đây mình không chạy tốc độ cao, nhưng mà bên kia chạy tốc độ cao, thì nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Và người ta sẽ dạy mình thêm một cái số skill thôi. Thì do đó thì Nga thích là học trước, biết lái xe trước. Tại vì sao? Xe mà chiếc nào cũng giống như chiếc đó thôi, chỉ có khác cái option ở phía trên xe thôi. Nhưng khi mình có xe rồi thì mình sẽ quen. Nhưng quan trọng là mình đã cảm nhận được cái tốc độ mà của cái xe, và mình cảm nhận được cái vô lăng khi mà mình điều khiển, cái xoay của nó và cái parking hay là cái lùi xe này kia nọ thôi. Chỉ cái đó, những cái đó thôi, nó rất đơn giản. Và người ta cũng hướng dẫn mình là khi mở cửa xe ra làm sao thì mình phải theo những yêu cầu đó. Do đó là cái này cũng là Nga trả lời cho một số cô chú và các bạn của Nga cũng hỏi Nga. Và cái đó là tùy các anh chị thôi. Và Nga cũng hỏi chị của Nga ở bên bển, thì học lái xe của bên bển cũng xong hết á, thì cũng tầm khoảng là 500 hoặc 600 tùy từng bang. Và khi mà có bằng lái xe rồi thì cũng phải thực hành thêm một số giờ với người nhà cũng kèm thêm. Thì cũng giống như ở đây của mình vậy, là mình sau khi mình học xong, mình có bằng lái xe xong, mình chưa, theo Nga là mình chưa có thể một tự lái ngoài, mình cũng phải thuê thêm một số giờ. Và Nga tin là khi các anh chị đã có được cái bằng lái xe rồi, và các anh chị tại Việt Nam mà muốn lái ở ngoài, các anh chị chỉ thuê chừng vài ba giờ nữa thôi. Thì Nga mặc dù Nga chưa có xe, nhưng Nga đặt ra cái mục tiêu của mình là sẽ lái được. Và Nga sẽ sẵn sàng thuê giờ. Cứ mỗi một tuần hoặc là hai tuần, Nga sẽ thuê khoảng 2 giờ. Và Nga sẽ lái trong thành phố trước. Và sau đó Nga thuê để đi những tuyến đường xa. Có nghĩa là từ đây về dưới Tiền Giang hoặc từ đây ra ngoài Vũng Tàu, để Nga quen cái tốc độ của đường cao tốc. Và còn trường hợp mà nếu như các anh chị không có ở Việt Nam, và sắp tới các anh chị có đi, giống như là các bạn sẽ đi du học hay là các bạn đi định cư hay gì á, không cần biết gì nhiều nữa, không cần lấy bằng để lái ở Việt Nam á, thì Nga khuyên là các anh chị chỉ lợi đó, hoặc là gặp thẳng trực tiếp, hoặc là gặp thẳng trực tiếp cái thầy dạy, hoặc là lợi ngay chỗ văn phòng đăng ký và nói là bây giờ tôi muốn mua số giờ để dợt, và mình xin đăng ký số giờ, mình chỉ cần tập lái cho quen. Còn lý thuyết muốn hiểu, ok, rất dễ, lên mạng đào. Và các anh chị cứ đào đánh chữ 500 câu hỏi là các anh chị sẽ làm được thôi. Và Nga hy vọng là cái video clip này Nga chia sẻ về cách lái xe thì có thể nó sẽ hữu dụng đối với một số anh chị. Và cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tất cả các anh chị.